bị nói làm tổn thương các con để kéo dư luận, vợ Sắc Bình đáp trả cực gắt. Vợ Sắc Bình quyết bảo vệ bản thân và các con tới cùng, thẳng thắn đáp trả những bình luận mỉa mai. Trên trang cá nhân, do Nhân Đào, Lan Hương, vợ Sắc Bình đăng tải trạng thái tiết lộ chuyện đang làm việc với luật sư để bảo vệ quyền lợi của bản thân và các con tới cùng. Dòng chia sẻ của vợ Sắc Bình đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận. Bên cạnh những lời động viên, an ủi không tránh khỏi những ý kiến trái chiều. Có người cho rằng cô đang làm tổn thương các con để kéo dư luận. Cụ thể, một tài khoản để lại bình luận như sau: trước đây tôi cũng ở hoàn cảnh này, cho đến nay chúng tôi chưa ly dị, lúc đầu là vì lý do tài sản. Sau thì thấy không còn cần thiết nữa, ông ấy ở với người ta và có con đã lớn. Nhưng tôi nói với hai con và mọi người rằng chúng tôi đã chia tay, mặc dù trong lòng tôi uất ức. Tôi vẫn dạy con tôn trọng bố nó vì khi con lớn lên không hình thành tính cách oán hận thì cháu sẽ đỡ khổ trong tâm hồn. Tôi nhìn thấy câu chuyện này là bạn làm tổn thương con bạn khi đăng ảnh các con để kéo dư luận, bạn tạo ra câu chuyện này chứ không phải Bình và Phương Oanh. Thực ra những bức ảnh trên mạng là họ bị chụp trộm và đăng lên. Nếu bạn thương con thì bạn là người dập tắt dư luận trước, rồi lặng lẽ xử lý với Bình. Trước ý kiến này, doanh nhân Đào Lan Hương thẳng thắn, chỉ em cách dập cách dư luận với. Em không phải là nhân vật trong hình ảnh nên không biết làm như thế nào và họ không chụp em, còn em không nhìn thấy em với những hình ảnh đả kích như thế bao giờ đúng không chị?